chiều ngày 22 tháng 2, đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai hội Xuân Yên Tử và khai hội Chùa Ba Vàng năm 2018. Đến thời điểm hiện tại, những phần việc của công tác chuẩn bị lễ khai hội Xuân Yên Tử 2018 đang được các đơn vị như Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử, Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm, Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thành phố khẩn chưa hoàn thiện. Công tác trang trí khánh tiết cũng đã cơ bản hoàn thành, công tác đón tiếp đại biểu khách mời đang được quan tâm triển khai. Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, kịp thời đón và phục vụ du khách trong mùa hội xuân năm nay. Đối với lễ khai hội xuân Chùa Ba Vàng năm 2018, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ khai hội đang được ban tổ chức hoàn thiện những khâu cuối cùng. Lễ khai hội xuân Chùa Ba Vàng sẽ diễn ra trang trọng tiết kiệm vào ngày 23 tháng 2, tức ngày 8 tháng riêng công tác đảm bảo an toàn giao thông đảm bảo an ninh trật tự công tác thông tin tuyên truyền cũng được ban tổ chức quan tâm tăng cường triển khai kịp thời